rằng mình có thể sẽ là người lấy lốc trước và anh ta đang lời hơn về mặt kinh nghiệm. Nhưng phải tiếp cận góc độ không phải quá khó chịu, không có từng gió đến từ cầu vàng và có từng gió đến từ Yadder. Yadder đang chơi đầy thăng hoa, những pha chơi hit liên tục đến từ cả hai người chơi, nhưng hiện giờ cầu vàng đã là người lời hơn và bắt buộc phải cắm mắt lướt qua chim đến từ Yadder. Cũng có mắt cắm theo và cũng có lướt qua chim. Tiếp tục là một màn solo không chỉ ở khu vực giữa, ai là người ăn mình chơi thì đó sẽ là người tốt. Nhưng cầu vàng hay quá, rất hay, phải nói là cực kỳ hay. Đó là bản thân không mang tính chất solo mid nữa cho rất nhiều những bạn trẻ One Champ Yasuo tại máy chủ Việt Nam. Liên tục với những pha chơi hit ở đoạn early game và rõ ràng Yadder đang là người lời hơn. Anh ta lấy lốc trong khi cậu vàng chưa trúng bất cứ một kỹ năng đầm tiếng nào cả. Máu tiệt hơn là thấy rõ cậu vàng đang làm đối thủ cảm thấy nao núng. Và rõ ràng cái áp lực được tạo ra ở ngay rìa trụ như này sẽ khiến cho Yadder không thể thoải mái trong việc lát hit những con lính đánh xa. Một pha đâm hơi sâu vào trụ, cậu vàng rất nhanh tay khi kịp thời xuống tốc biến để né ra khỏi cú đâm kiếm, bởi vì tôi tin rằng nó chắc chắn là cú đâm kiếm đủ sát thương và giúp cho Yadder có thể có điểm chiến công. Giờ thì sẽ là một tình huống ép lui đối phương, không cho đối thủ biến về. Hai con mắt được cắm tận trước đến từ Yadder có lốc kiếm. Cái sự bình tĩnh đến chết người đến từ Yadder từ nãy giờ đang khiến cho tôi thực sự rất là phấn khích với từng pha xử lý của anh chàng này. Ban đầu chúng ta cứ nghĩ là ta sẽ bấm B về sớm, nhưng Yadder nói không, anh ta vẫn có thể quay trở lại trong tâm thế tốt hơn, lớn hơn và lợi thế lớn hơn. Nhưng trong tình huống này thì sai lầm lớn đến từ Yadder rồi. Quá nhiều lính xung quanh cậu vàng và chắc chắn là khả năng biến ảo đến từ con Yasuo nằm bên cậu vàng nó sẽ cao hơn. Rất tốt, đó là pha combo có thêm chăn trốn, có thêm thiếu đó. Sát thương rất nhiều rồi là Yadder và tôi tin rằng đây là tình huống đủ sát thương. Hai điểm vào cuộc chiến cậu vàng đã rất nhanh chóng. Tiêu đốt được sử dụng ngay lập tức đến từ Obi để anh ta có lợi thế về máu. Nhưng cậu vàng vẫn trải qua dạng tiêu đốt cách đi tương đối bình an. Và mỗi người bây giờ chỉ có một mạng, và người đang chủ động muốn dâng cao là cậu vàng, nhưng anh ta đã bị mất đi cái lốc của mình. Ubi bị dính một phát bắn đến từ trụ, anh ta đang chưa tìm được góc. Anh ta xuống lốc kiếm thành công, nhưng chăn trối thì chưa có. Phía bên này cậu vàng xuống chăn trối rất đẹp, sát thương cực kỳ nhiều. Đã có lốc kiếm đến từ Ubi. Những tình huống sử dụng thăng hoa đến từ cả hai người chơi không đạt được chuẩn xác cao, và đó là pha lốc kiếm cũng trượt đến từ Ubi. Khả năng chơi hit của vàng là rất tốt, anh ta kết hợp với đòn đánh tay một cách quá chuẩn chỉ, đâm kiếm chuẩn xác, tiếp tục đâm kiếm chuẩn xác đến từ cậu vàng. Chấp để hai cậu lính là xong, là xong, đúng rồi, chiến thắng dành cho cậu vàng. Anh ta giết luôn đối thủ, chính tin một chỗ như vậy là đang thực sự là đang đánh bằng và khoảnh khắc đi tiến tới. Máu anh ta không có nhiều, anh ta chỉ được hơi vội, anh ta chỉ có một anh ta chặn chối, máu anh ta sẽ mất rất nhiều. Đó là thời điểm rất tốt của cậu vàng, người đã có được một cái đâm trước vào lính.